Chị xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị cái lô Mỹ Hồng bên em. Ở đây cô chú anh chị, bông nó ra đều hết luôn cô chú anh chị. Dạ, đều mâm luôn. Mà đều đặc biệt ở đây á, là em giới thiệu á, là cái lô một cốt phát thân cô chú anh chị. Dạ. Đây tính từ bầu đi lên đây. Dạ. Đó là cô chú anh chị nhìn rõ không em? Dạ, đây. Dạ đây. Qua hình ảnh là cô chú anh chị có hình dung giùm em đi. Dạ. Từ đây lên nữa. Dạ. Gần 1 mét không cô chú anh chị. Dạ. Bông đang lên nha cô chú anh chị. Đó cho cô chú anh chị coi chim ngắm cùng em. Dạ, lô Mỹ Hồng. Dạ, hot sun. Dạ, lô Mỹ Hồng hot sun nữa cô chú anh chị. Đó cho cô chú anh chị chim ngắm cùng em. Bông nhất cái nách luôn, về của chú anh chị có thể chơi toàn dù ra luôn của chú anh chị. Và cái này bó túm lại nha chú anh chị. Đó, nó cho chú anh chị coi chưa có bung. Dạ. Giờ hàng soạn khách giao đâu của chú anh chị. Đó, của chú anh chị nào yêu thích cái thể loại này xin liên hệ bên em. Dạ, đăng ký cho vườn mình nhà mình tách đến rồi của chú anh chị. Dạ, thêm màu không khí sinh động hơn. Dạ, vui tươi hơn. Dạ. Dạ, thấy hoa là thấy Tết của chú anh chị. Dạ đây. Lô rất đẹp. Dạ, đang soạn giao đâu quý anh chị. Dạ. Đó, sẵn đây con em chia sẻ cho quý anh chị coi luôn. Dạ, một cốt thoát thân bông chi chết luôn của quý anh chị. Tại mình bấm lọt con của quý anh chị một lượt đó, thành ra nó sẽ ra bông một lượt rất là đẹp. Đó, chú anh chị nào muốn sở hữu những các bạn lùng hơn, bên đây cũng có luôn. Chưa bao. Bên đây cũng có luôn của quý anh chị. Đó, đây rất là đẹp mà. Đó, cho chú anh chị chim ngắm cùng em. Đó. Đây cho chú anh chị. Đó. Rồi, cần cái giống như bằng này xin liên hệ bên em. Em chân thành cảm ơn của chú anh chị xem kênh. Em xin kết thúc video này.